đàn chim bay về nơi chốn biển núi xa. Chiều sắp tan qua rồi một ngày, màu sắc hồng đỏ thắm phương Tây, từng áng mây trôi về phương nào. Đàn trâu cài dây những trẻ thơ, về mái tranh qua một đêm dài. Mùi hương đồng theo gió xa đưa, kìa dáng ai tông xòa bay bay. Mùi rạ khô đang tỏa khói, đàn chim kêu trên cây xoài. Vẫn sống thanh cao đã đêm tô vẻ đẹp quê tôi, đã đêm tô vẻ đẹp quê tôi. Kêu nè, đò trên sông đò máu qua bên kéo muộn, nắng đã lên cao rồi bầu. Khách chờ khách đợi đã từ rất lâu. Này ông khách kia ơi, đò của tôi sẽ sang tới bến liền. Hỡi bóng đò, hỡi đò trên sông, khách thương chắc hẳn đã đi rồi. Thương con đò hay người đưa đò trên sông? Thương đò ngang đấy, nhưng mà giờ không thương nữa, không thương người đưa đò nữa đâu à nghen. Trời đất ơi, không tội nghiệp người ta sao? Ai biểu người đưa đò không chịu đưa đò về bến chi? Để người ta cứ chờ đợi hoài, mệt lắm. Thôi được rồi, để em đi tìm người đưa đò, kêu người đưa đò đem con đò về đây, chịu không? Chịu. Chịu, chịu. Đi, 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 đi liền. Đi liền đi. Đi, 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 đi mà. Đâu được. Muốn như thế á thì anh Tám phải nghỉ ngơi nè, ăn uống đàng hoàng cho mau lành bệnh. Có được như vậy á thì người đưa đò mới chịu quay về nơi bên cũ ngày xưa, thăm lại những người thân xa cách bao năm dài. Trời đất ơi, tôi đã nói rồi, tôi nói rồi, tôi không có bệnh, mà sao mấy người cứ nói tôi bị bệnh, rồi cái bắt buộc tôi phải ngồi yên không được, tới lui chờ đợi con đò. Nè 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 nè, nếu anh không bằng lòng nghe theo những lời nói đó thì em cũng chẳng có thèm đi tìm con đò nữa. Để anh đợi chờ, chờ trọn đời suốt kiếp. Thôi mà. Ôi thật là vậy thì tội nghiệp cho tôi. Nhưng mà anh có chịu nghe lời chưa? Chịu. Chịu nghe lời, chịu nghe lời ngay. Mau đi, hãy mau đi đi,
đi đó 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 đó, cứ đi 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 tìm cho tôi một con đò liền. Bây giờ á thì chưa có được, em còn bận rất nhiều việc. Ít hôm nữa thôi em sẽ đi tìm con đò. Làm ơn mà, làm ơn đi liền. Đừng có để tới mai tới mốt. Tại sao cứ bắt tôi chờ đợi hoài, làm sao mà tôi sống nổi. Thương nhớ đã ngập lòng, không thể đợi chờ được nữa. Anh Tám, nếu không nghe lời của em, con đò sẽ không về đây. Nghe mà, mau đưa con đò về đây đi, rồi nói gì cũng nghe hết á. Không có được, phải nghe lời ngay bây giờ, rồi em mới đi tìm con đò. Nghe thì nghe chứ làm gì dữ vậy. Nếu nghe thì phải vô trong chòi liền nè. Ăn cơm xong ngủ một giấc cho nó khỏe. Nghe. Nằm xuống đây đi. Nằm xuống đây hả? Ừ, nằm nè. Giỏi. Rồi em là người đưa đò nè. Thiệt vậy nha. Rồi đó, đò đưa đi. Ru anh ngủ đi, ngủ hoài không có thức đâu. Mà ta mướn bốn phương mưa giăng bão nổi, dòng trường giang chìm khuất bóng con đò. Ai nhớ ai trong khi chiều tím hoàng hôn, tha thiết một câu hò. Người lái đò ngán trong dời khách cũ, bên sương mù lưu luyến kia sông có tiếng gọi thầm. Thương anh mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Buồn ngấn buồn ngứ dội bóng con đò, sao không ai cho mình cùng trèo non lội suối. Sắp ngủ rồi đây nè, nhưng mà đừng có gạt tôi nữa nghe bậu. Nhớ ngày mai khi mặt trời chìm đó, phải lập tức lên đường đi tìm cho được cái con đò về đây cho tôi á, thì tôi mới chịu ngủ nữa ha. Em sẽ đi. Em sẽ đi, đi mãi đến cùng trời cuối đất, tìm giùm anh con đò xưa chất đầy kỷ niệm, chờ biệt suốt một đời. Nhưng ai sẽ trả cho tôi nỗi nhớ niềm thương nặng gánh ở bên trời. Đừng nghe, đừng sợ không ai trả công. Người lại đò năm cũ, đừng vớt bọt sông hờn, nằm ngủ muộn trên sông. Lại đây em, lại đây. Ủa mà sao nỡ đưa con đò xưa về bến mới đau đau nghẹn ngào. Cô lái bò dòng sông
tỉnh lại đi để nhìn vào thực tại. Quá khứ đã ngủ vui trong màu nước mắt của hoàng hôn. Chị muốn hỏi thăm gì? Cô ơi, nếu như tôi nhớ không lầm thì ở nơi đây, ở trên cái khúc sông này có một cái bến đò phải không cô? Có lẽ dì là người ở xa, cho nên lâu lắm rồi dì không có về đây phải không dì? Ủa, sao cô biết? Vì bến đò này không còn ai đưa đã 20 mấy năm rồi. Kể từ ngày cô lái đò gieo mình xuống dòng sông tự tử. Gieo mình xuống dòng sông tự tử? Dạ phải. Khi chồng mình gặp tai nạn, cô gái đưa đò tưởng chồng mình không qua khỏi, cho nên đã gieo mình xuống dòng sông này mà tự tử. Trời ơi. Ủa dì, dì ơi, dì có sao không chung dì? Dì ơi, dì ơi. Không sao. Tôi không sao. Xin lỗi đã làm cho cô sợ. Thật tình tôi không ngăn được lòng mình khi bất ngờ nghe qua câu chuyện quá đau lòng khiến say rứt tận tâm hồn. Đời sao quan trái nhiều cho người cay đắng khôn nguôi. Vì chỉ mới nghe qua mà còn thấy vấn vương, người của ngài nào chứng kiến cảnh tang thương. Tôi có cô bạn thân mang tâm sự quá nào nề, tình không vẹn câu thề, đời chẳng trọn phu thê. Nước mắt trào rồi khô mà sao nỗi đau dần ngút trời. Đi gần hết cuộc đời hơn 20 năm dư. Tôi nói thiệt với cô là tôi thương bạn tôi lắm. Tôi thấy cái gánh nặng kiếp con người nó làm sao á. Thì ra là như vậy. Hèn gì cháu thấy gì sao đâu á. Ai mà không hiểu ha, sẽ nói dì là người trong cuộc liền á. Nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra lâu lắm rồi, mà sao cô biết rõ vậy? Dạ, vợ chồng người đưa đò đó là em kết nghĩa của ba cháu đó. Hả? Nói vậy cô là con của... Dạ, của ông Hai Đảo. Dì biết cha cháu không? Tôi... Không, tôi không biết. Ba cháu tốt lắm á. Khi chồng của người đưa đò thoát khỏi cơn hiểm nghèo, chú ấy bị mất trí luôn à. Lúc mê, lúc tỉnh, ba cháu phải chăm sóc cho tới bây giờ á. Bị mất trí nhớ à? Dạ. Có lẽ chú ấy quá đau buồn vì cái chết của vợ mình. Trời ơi. Trời ơi. Dì ơi, dì đừng làm cháu sợ chứ. Không có gì đâu. Cô ơi. Dạ. Cô. Vợ chồng người đưa đò đó, họ có với nhau đứa con nào không cô? Dạ có, là anh Hiền,
ba cháu cũng lo lắng cho anh ấy ăn học thành tài. Bây giờ anh ấy là bác sĩ rồi đó gì. Hương à, cũng trưa lắm rồi sao chưa chịu về nhà lo cơm nước? Dạ con về liền. Dạ thưa dì con đi. Còn bà, bà ở đâu? Tới đây để làm gì? Tại sao lại có vẻ quan tâm tới những chuyện vừa rồi tới như vậy vậy? Dạ tôi ở nước ngoài mới về. Tôi quan tâm tới những chuyện vừa rồi đến như vậy là vì nhưng mà dạ thôi, tôi chào ông. Bà chưa đi được vì bà chưa trả lời hết câu của tôi hỏi. Thật ra tôi có một người bạn lâm vào cảnh ngộ này, cho nên tôi muốn hiểu rõ nỗi đau mà bạn tôi đã mang nặng suốt 20 mấy năm qua mà. Bạn của bà là ai? Tên gì? Dạ là cái cô lái đưa đò trên bến sông này á, nó tên là Tư Lành. Là Tư Lành. Tại sao con đàn bà ấy không trở về đây để gặp tôi? Ông ơi, là dạ là tại vì... Tại vì tội lỗi của mình gây ra quá lớn nên không còn đủ can đảm để quay về đây gặp lại những người thân. Ông ơi, bà nói với tôi là bà bị quan mà. Quan à, có quan, quan hay không? Đã rõ trăng đen cùng với tình nhân định giết chết chồng mình, rồi nắm tay nhau đi tìm hạnh phúc nơi một phương trời xa xôi. Bỏ lại nơi này hai hình ảnh thương tâm, một người chồng nửa tình nửa điên, một đứa con chưa giáp thôi nôi. Ông hãy bình tâm cho tôi nói đôi lời, chắc rằng bà ấy đã chịu hàng quan. Thôi đủ rồi, bà đừng nói thêm một lời nào nữa. Mau quay về nói cho con Tư Lành biết, mảnh đất này không bao giờ chấp nhận người đàn bà không còn chút lương tâm như vậy. Trời ơi, nếu như mà Tư Lành mà nó nghe được chuyện này chắc nó chết. Dạ tôi... Tôi với bà nói chuyện với nhau như thế quá đầy đủ rồi. Bà đi đi và đừng bao giờ trở lại nó này làm gì nữa. Cứ mãi điên loạn,
thì trọn đời này em phải cúi đầu chấp nhận tất cả thôi. Dì, dì ơi, dì là ai? Tại sao mấy hôm nay dì cứ đứng nơi này mà than khóc vậy? Cậu, tôi là... Nhưng tại sao cậu lại hỏi tôi điều đó? Dạ, cháu thấy dì đứng nơi này than khóc mà đôi mắt cứ nhìn đắm đuối vào cái chòi lá của ba cháu, cho nên... Người ở trong cái chòi lá ấy là ba của cậu? Dạ, dạ phải, chính là ba ruột của cháu đó. Trời ơi, dì ơi, dì ơi, tại sao dì lại bàng hoàng như vậy? Không, nhìn thấy cậu và ba cậu, bỗng nhiên tôi nhớ đến chồng, nhớ đến con của tôi. Dì ơi, chồng con của dì hiện giờ ở đâu mà dì nhớ vậy? Chết rồi. Phải, bị chìm ghe trên khúc sông này đã hơn 20 năm rồi. Còn má của cháu cũng đã gieo mình xuống dòng sông này tự tử, vì tưởng rằng ba cháu không vượt qua một tai nạn hiểm nghèo. Nghĩa là tôi với cậu đều có cùng một cảnh ngộ đau thương. Vì tôi tình gì mà trời cao lại khiến xuôi như vậy, tạo ra chi hoàn cảnh ly tan. Giờ phải xa chồng vĩnh viễn, mẹ với con thì ngang trùng cách trở. Nước mắt rơi nhiều rồi mà bất hạnh vẫn không dứt. Dì ơi, dì hãy dằn bớt niềm xúc cảm như dì. Tôi cũng không biết tại làm sao khi gặp cậu đây thì nỗi nhớ thương con bỗng nhiên dâng tràn. Tôi đã cố gắng mà sao đầm đìa nước mắt. Xin cậu lòng cho tôi gọi hai tiếng con ơi. Từ thuở bé thơ, cháu thường ước mơ một lời nói dịu hiền như lời nói của dì đây, để xoa dịu tâm hồn. Vì hãy xem cháu như là đứa con bạc mệnh, để cháu được tận hưởng chút tình mẫu tử thiêng liêng. Để gì với bớt nhớ thương, còn cháu tròn mơ ước của mình. Nhưng cuối cùng thì tôi và cậu cũng phải chia tay. Tôi chỉ tiếc rằng giây phút này sao mà nó ngắn ngủi quá à, cậu á. Gì? Tôi... Thôi, đi chào cậu. Gì? Anh Hiền ơi, anh Hiền. Hạnh, có chuyện gì vậy em?
em vừa tìm được lá thư của má anh gửi cho má em nè. Hạnh, em có chắc chắn là lá thư của má anh gửi cho má em không? Em chắc chắn là như vậy, vì người viết thơ này ký tên là Tư Lành mà. À, nếu ký tên là Tư Lành thì đúng là má của anh rồi Hạnh ơi. Anh mở thơ ra xem là biết liền. Đưa anh, đưa lá thư cho anh. Lại thân thư, tôi biết lại vì những người trên quê hương mình đang căm hận tôi nhiều lắm. Giờ đây tôi có nói gì cũng vô ích. Số phận đã an bài như vậy. Lại ơi, con tôi bạc phước vô phần, mẹ thì như đã chết, còn cha là kẻ phế nhân. Mọi chuyện từ nay chỉ còn trông cậy vào lại thôi. Trời ơi, bác hai, sao bác lại dối gạt con? Anh Hiền à, anh hãy bình tĩnh lại đi. Anh ơi, vậy mà suốt 20 mấy năm qua lúc nào cũng tưởng má anh đã quyên sinh trên bến sông này. Anh bình tĩnh lại đi mà. Thằng Hiền đâu rồi? Thằng Hiền đâu rồi? Bác hai, con ở đây nè bác hai. Hiền, con vừa nói chuyện với người đàn bà nào ở đây? Một người đàn bà xa lạ. Xa lạ? Xa lạ thì tới đây để làm gì? Để tìm lại hình bóng của chồng con. Chồng con bà ấy là ai? Đang chồng... ở đâu? Dạ. Đang ở đâu mà bà ta tới nơi này tìm kiếm? Chồng con của bà ta bị chìm ghe và đã chết trên khúc sông này cách nay 20 năm về trước. Lão, làm gì có chuyện chìm ghe trên khúc sông này cách đây 20 năm? Nhưng bà ta đã nói với con như vậy đó bác hai ơi. À, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà ngoài chuyện đó, bà ta có nói với con chuyện gì nữa không? Không. Không. À, không thì tốt. Hiền à, con đi về liền với bác hai. Bác hai cấm con từ đây về sau không được gặp mặt người đàn bà đó nữa. Đi, đi về. Bác hai. Mấy ông nội, mấy ông nội ở đâu mà tới đây la lối sầm vậy? Đi, đi, đi giùm tôi cái đi mà. Mấy ông nội cứ la lối sầm hoài à, thì cái con đò đó làm sao dám về bến xưa. Mấy người nghe rõ chưa? Đợi từ sáng tới trưa cũng đã mấy mùa mưa, mà con đò thì vẫn biệt tâm. Tội nghiệp cho tao không hả ông? Tám nhớ ơi là tám nhớ, mày phải nói rõ ràng cho con mày nó biết chuyện ngày xưa như thế nào. Tôi nói rồi mấy người đừng có là, cứ la hoài á, tội nghiệp cho tôi. Con đò đi biển biệt không trở lại nơi đây. Trời ơi, tôi phải đợi chờ hoài à, vậy thì chết sương hơn chung. Thôi được rồi, cha con bây ở đây nói chuyện. Tao từ hết, tao từ cả cha lẫn con, tao từ hết. Ê, con mày, sao mày không đi theo cái ông già đó luôn đi? Hả? Tại sao mày không theo đi luôn đi? Hả? Ba! Má hãy nói đi, má của con còn sống hay đã chết? Ba hãy nói đi, tại vì sao ba phải dương mang số phận đớn đau này? Con muốn biết chuyện ngày xưa nghiệt ngã như thế nào mà đến hôm nay người xưa vẫn còn căm hận, còn nghẹn ngào nói chẳng thành câu. Ma của con đúng hay là sai? Còn ba thì tại sao điên loạn? Con chắc chắn rằng trong quá khứ vẫn còn đang ẩn chứa một điều gì. Nín đi mày ơi, mày khóc hoài buồn thấy bà nội hả?
Nếu không biết được sự thật thì con đau khổ lắm. Không đâu, chỉ có tao, tao mới là người đau khổ. Khổ đau từ lúc nào mà tao cũng quên luôn rồi. Từ cái lúc mà cái con đò không còn đưa rước để đôi bờ mang nặng nỗi nhớ thương. Thương cây đã già không thèm chút lá, thương những cánh chim về muốn buổi hoàng. Buông tao ra, buông tao ra. Kìa, con đò đã về rồi kìa. Mày buông tao ra, mày buông tao ra. Để tao chạy tới con đò, buông tao ra. Ba. Dòng sông buồn vẫn lưng
lờ trôi. Không đáp lại dùm tiếng gọi xa xôi. Bầy chim về muôn cất tiếng kêu lạc lòng, tiếng giống nhà ai kéo kẹt bên trời. Dòng ầu ơ mang mát một nỗi buồn. Con tôi một mình thui thủi, trường học thì xa mà má nó không còn. Tội nghiệp nó lắm, trường học thì xa mà má nó không còn. Bắt chờ bắt đợi hoài mà có thấy về đâu. Không, không, anh không phải Lành, không phải Lành. Lành ơi, Lành ơi, anh Tâm. Lành ơi, anh Tâm. Đi, 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 đi. Anh Tâm, anh Tâm ơi, em cố tình dừng lên chuyện đó để xóa dịu đau xót trong lòng anh. Nhìn anh tốt ta em dùng dở tâm hồn, nuốt ngược vào lòng trăm đắng ngàn cay. Tiếng quay, tiếng quay. Tiếng ai đang khóc than nghe gia diết. Nghe sao qua nào nùng. Có phải là tiếng của người thương? Có phải tiếng của người thương không? Ôi gửi gió mang về từ một phương trời xa xôi. Anh Tam ơi, em chỉ xin đóng tạm vai trò người trống mộng dù chỉ là một giây phút, mà từ bấy lâu nay đã in đậm trong trái tim mình. Cướp mơ rồi vết mong một mình, thừa biết mình là người ngoài cuộc, vậy mà cũng âm thầm nuôi dưỡng chuyện riêng tư. Rồi ngày từng ngày lún sâu vào ngõ cụt, tận đáy lòng không một chút bâng khuâng, vì tình yêu kia đã trao trọn cho anh rồi. Từ cái ngày mới đừng, đừng than khóc nữa. Các người thấy tôi khổ như thế nào? Mới thấy đó thì cũng vừa mất đó. Tìm đâu, tìm đâu? Tôi biết phải tìm đâu. Anh ta, thôi, thôi. Đã bao nhiêu năm em thầm khao khát được một lần anh nắm lấy bàn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc và thỏ thẻ bên tai những lời nói dịu dàng. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng không được bao giờ. Nhưng dù thế nào thì em cũng chịu đựng được, dường như quen rồi với những hững hờ kia.
rằng anh lạnh lùng như thế mà lúc nào cũng ở bên cạnh em, để em lo lắng từng bát cơm chén nước, mình nào tắm buồn khi trời sắp sang đông. Than khóc hoài à, than khóc hoài à, buồn thấy bà nổi à. Phải đi liền, đi liền, đi liền. Anh Tám, buông ra, buông ra, buông ra để cho người ta đi chứ. Anh Tám, anh Tám. Chuyện gì mà em ngạc nhiên như vậy? Anh nói là anh đưa mẹ anh tới đây để gặp ba em. Sao không thấy mẹ anh vậy? Trời ơi, vậy mà làm anh tưởng có chuyện gì không à. Anh nói đi, mẹ anh đâu? Sao không thấy tới? Mẹ anh hả? Nè, nói cho em nghe, mẹ anh muốn tự tay mình đi mua sắm cho con dâu tương lai một chút ít quà, tí nữa sẽ tới ngay. Hết hồn à. Thấy anh tới mà không thấy mẹ anh làm em lo muốn chết à. À, sao từ nãy giờ anh không thấy ba em với anh Hiền vậy? Ba em đang ngồi đằng sau vườn để an ủi anh Hiền đó. Vậy à? Dạ. Anh Hiền gặp phải chuyện gì? Không biết anh gặp phải chuyện gì á, mà mấy ngày nay á em thấy anh buồn hiu buồn hiểu à. Vậy à? Dạ. Anh đi ra đó. Anh đi, anh phụ với ba em tìm cách khuyên ảnh đi. Được đi rồi. Đi anh. Anh đi nha. Dạ. Ủa, dì? Cô, cô là... Cháu với dì đã gặp nhau bờ sông đó. Dì quên cháu rồi sao? Tôi nhớ cô rồi, nhưng mà... Dạ, dì muốn hỏi gì? Thằng Hậu nó cũng tới đây phải không cô? Dạ phải. Nói vậy, có phải... Dì là mẹ của anh Hậu không? Phải, tôi là mẹ của thằng Hậu. Dạ. Còn cháu là Hương. Chắc anh Hậu đã nói cho dì biết rồi. Có, Hậu nó đã nói cho tôi biết hết rồi. Dạ. Dạ cháu mời dì ngồi. Để cháu ra cho nhà sau đó. Cháu mời ba cháu lên liền. Khoan khoan, đây là một chút quà mọn cô hay cầm lấy. Và cô nói là với Hậu là nó muốn cái gì tôi cũng chịu hết á. Tôi cho nó toàn quyền quyết định tất cả. Chào cô. Dạ. Khoan, bà lấy lại món quà kia và đi khỏi nơi này ngay. Bác Hai, đây là mẹ của anh Hậu. Hiền. Dạ. Cũng là người đàn bà đã gặp con ở bờ sông phải không? Dạ phải. Dạ. Hôm nay bác ấy tới đây là để bàn với ba về cái chuyện hôn nhân của con với anh Hậu. Dẹp dẹp dẹp, không cứ xin gì nữa cả. Đi, đi xuống nhà sau ngay đi. Ba, nhưng tại sao lại như vậy? Bà ta không xứng đáng. Đi xuống nhà sau ngay đi. Đừng hỏi thêm một lời nào nữa. Đi. Bác Hai, con xin bác Hai đừng nặng lời với mẹ con. Hậu,
Ở đây con không được quyền nói. Mẹ, nhưng con... Đi đi con, con đi đi. Mẹ, trời ơi, ngọn lửa thù hận ngày xưa tưởng đâu đã tắt liệm trong dĩ vãng. Rồi nay, hôm nay bỗng nhiên là bừng cháy trong tim. Hiền, Hiền ơi, má của con là một người đàn bà ác độc, cùng với tình nhân định giết chết ba con. Bác hai, đó là sự thật sao bác hai? Phải, một sự thật đau buồn mà bác hai đã giấu kín trong lòng suốt 20 năm dài đằng đằng. Bác hai cứ tưởng lớp bụi thời gian sẽ làm mờ phai tất cả, có ngờ đâu đến hôm nay cái dĩ vãng đau thương đang ẩn hiện quay về. Tại sao má con làm như vậy? Chỉ có bà ta mới biết được câu trả lời. Bà ta chính thật là má của con đó, một người đàn bà mất hết lương tâm, giết chồng rồi cùng với tình nhân tìm phương trời xa lạ dựng xây hạnh phúc, bỏ lại sau lưng hai hình ảnh đau buồn, ánh mắt con thơ và người chồng nằm trên vũng máu. Trời ơi, tại sao sự thật lại khủng khiếp đến như thế hả bác hai? Hiền ơi, Hiền ơi, má bị oan con à? Không, bà không phải là má của tôi. Vậy bác hai không dám nói, vì bác sợ con bị tổn thương, sợ con ăn mặc cảm rồi con bỏ với tương lai rực rỡ của mình. Nếu như thế bác hai sẽ ân hận suốt cái đời. Hai tự hứa với mình một lời son sắt, phải tận sức tận lòng lo lắng cho con, dài nắng dầm mưa mồ hôi vất cạn. Bác hai chỉ mong rằng con được như hôm nay, con được như thế bác hai mừng lắm, không còn điều gì rai rứt trong tâm. Bác hai, thôi, con cũng đã khôn lớn rồi, tùy con quyết định. Quyết định như thế nào cũng được, bác hai không có buồn đâu. Hiền con, con đau khổ lắm phải không? Nếu nước mắt có thể làm cho con vơi bớt khổ đau, thì con hãy khóc đi, hãy gào khóc thật to lên, để những dòng lệ buồn thảm kia con trôi đi, cái quá khứ đau thương đang đè nặng trong hồn. Gia đình chúng ta vì ai mà hoảng khiêng tay biến dập dồn? Tuổi con còn nhỏ, con làm sao hiểu hết chuyện của mỗi đời người đầy rối rắm đa đoan. Hiện tại con đang nghe là mỗi phản là tán tận lương tâm giết chồng bỏ vợ, nhưng anh thiên lương từ trong quá khứ vẫn là câu hỏi lớn. Người làm vợ ai nỡ nhận tâm gây tội nghiệp tài trời. Tôi không biết, không nghe và cũng không muốn gặp bà. Bà đi đi, bà làm khổ cha tôi, bà làm khổ người thân, làm nhuốc nhơ hàng xóm. Bây giờ bà trở về đây để làm gì? Sao không? Hiền ơi, Hiền ơi, nó đã nói như vậy rồi,
bà còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa chứ? Đi, 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 đi. Vâng, tôi sẽ đi. Tôi đi đây. Hiền à, đừng, đừng con, đừng thèm khóc nữa. Nghe lời bác nín đi con. Con trai mà khóc thì mềm yếu lắm. Hãy cố nén tất cả vào tim. Bác hai đã từng làm như thế. Kể từ cái ngày bất hạnh xảy ra, bác hai âm thầm ngậm đắng nuốt cay, bình thản vô tư nhưng tan nát tận trong lòng. Bác hai ơi, sao con khổ quá, con cảm thấy mình lạc lòng bơ vơ. Dù sao thì vẫn còn bác hai bên cạnh, âu yếm vỗ về như lúc con còn bé thơ. Bác hai, Tam Nhớ, mày nói đi. Tao chờ đợi cái giây phút này đã 20 năm rồi. Anh hai à, vợ em không có lỗi mà. Mày nói sao? Mày nói nó không có lỗi à? Rõ ràng như thế rồi mà mày vẫn còn... Em nói thật, vợ em không có lỗi. Trời ơi, là trời nó đã tác tệ như thế rồi mà, Anh hai, anh hãy nghe em nói. Mày nói đi, nói đi. Nếu tao nghe không lọt lỗ tai thì mày chết với tao liền. Nói đi. Anh hai, dù đã hơn 20 năm rồi, em vẫn nhớ rõ cái đêm hôm ấy. Một đêm mưa buồn bà thê lương, trời đất cũng dường như ngâm ngùi nức nở. Nhỏ lệ khóc thương hoàn cảnh gia đình em. Con em đôi nỗi gào khóc thảm thương. Giờ em đứng nhìn rồi chỉ biết khóc theo. Em chết lặng như ai đang xé nát tâm can. Trời ơi, tại sao mày để đến như vậy? Nhà của tao chỉ cách một cánh đồng, cứ qua đó tao luôn sẵn lòng. Gia đình em có khác anh đâu, chị hai bệnh nặng nên thiếu trước hột sao. Hơn nữa em đã nhờ cậy quá nhiều, mắt mũi nào mà em qua bên đó hoài. Nhưng câu chuyện này đâu có liên hệ tới cái chuyện tao cần mày phải nói ra. Anh hai, anh bình tĩnh nghe em nói tiếp nè. Nói đi, mày nói mau đi. Nói mau đi, tao nóng ruột lắm rồi. Bi lối cùng đường quá, em quyết định lén vào vườn của ông Sáu Hổ đào trộm ít củ khoai. Nhưng em không ngờ, chỉ vì mấy củ khoai mà tai họa giáng xuống gia đình em. Mày ăn trộm hả? Đánh lên tao! Ông ơi, có mấy củ khoai thôi, tôi đâu có dám lấy thêm gì nữa. Cũng nhờ bắt được mày sớm, nếu không mày dọn sạch cái nhà của tao rồi. Không, không đâu, tôi không dám làm như vậy đâu. Dám hay không thì tự mày biết. Bây giờ khôn hồn khai đi. Thằng nào kêu mày tới nhà tao ăn trộm? Nói. Dạ không có ai cả, tự tôi tới đây thôi. Mày nói láo. Chính thằng Hai Đảo kêu mày tới đây ăn trộm phải không? Không không, anh hai của tôi không có dính vô cái chuyện này mà. Nhưng tao bắt buộc mày kéo nó dính vô cái chuyện này. Thằng Hai Đảo, tao hận thù nó lắm. Nếu không có nó thì giờ đây con vợ của mày đã nằm trong vòng tay của tao rồi. Đánh nó đi. Nhớ. Phải thằng Hai Đảo kêu mày tới đây ăn trộm không? Nói. Không, không phải anh hai tôi, không phải anh hai của tôi đâu. À, mày lì hả? Không phải hả? Đánh nó nữa. Đánh nó bao giờ nó nói phải mới được. Đánh nó đi. Quang ơi, tôi lại các người. Tôi lại các người, xin các người đừng đánh chồng tôi nữa.
À, ngừng ngừng tay tụi bay. Lành đó hả? Nói đi, chịu hay không chịu tôi? Chỉ cần một lời nói của lành thôi cũng đủ quyết định mạng sống của thằng Tám Nhớ, và cả thằng Hai Đảo cũng chưa chắc được yên đâu. Lan, nói đi, thế nào? Lan! Không, không, Lan ơi, em không thể nào làm như vậy được. Em về đi, em về mau đi. Đánh tôi đi! Lan! Không, không! Ngừng tay, ngừng tay. Tôi sẽ chấp nhận ở lại nơi này làm tròn điều kiện của ông, dù biết rằng phải gánh chịu trăm đắng ngàn cay. Thôi thầy cứ mắc tình cho đến mệt đấy đưa. Đến mệt để kẻ nào nùng, để người quất nghẹn. Không, không đâu, không còn cách nào để em chọn lựa khác. Lành ơi, thà rằng anh gục chết tại nơi đây mà tận đáy lòng không điều gì rải rứa, còn hơn quay về mà cả tâm hồn sụp đổ vì biết sau lưng người vợ thân yêu đang vỡ vụn trái tim mình. Lành ơi, hãy để anh chết đi cho chúng ta vẹn chữ chung tình. Sống làm chi mà mỗi người mỗi ngã nức nở nghẹn ngào khóc chuyện ly đi tan. Trời bây giờ vừa cũng đã sang đông, gió cuối thu từng cơn về lạnh buốt. Mà mái tranh nghẹn nghèo chắc quạnh quẻ lắm, vì mẹ xa con vợ thở phải xa chồng. Sẽ quay về với anh và con. Không, 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 Lành ơi, ơi, anh linh cảm rằng lần chia tay này là vĩnh biệt. Chỉ thêm buồn với phút chia rồi cũng phải cách biệt. Cuối cùng rồi mỗi kẻ cũng ở một nơi. Nếu chẳng may em không trở lại, anh ấy cố nuôi dạy con thơ. Nó là con trai cần có cha nương tựa, cần có cha dìu dắt trên bước đường đời. Mai này lớn lên, nếu nó hỏi mẹ, anh ấy chỉ ra ngoài bến sông kia kìa, nói rằng mẹ con đã theo dòng nước chảy ra tầm biển đông mãi mãi không ngã về. Lành ơi, không thể nào như thế được. Lành anh Tám, anh lành tụi bay đem thằng đó quăng ra ngoài, ra ngoài đâu. Lành ơi. Em sẽ là của anh, mà sẽ là của anh. Câu xảy ra chuyện xế à? Phải. Nhưng tiếc rằng suốt bao nhiêu năm qua em bị mất trí. Bác Hai, chú Tám, anh Hiền,
ơi. Hạnh, có chuyện gì mà em hốt hoảng như vậy? Anh Hiền ơi, má của anh đã nhảy xuống sông tự tử rồi. Hạnh, ở đâu? Ở ngay cái bến tròn cũ á. Hiền ơi, theo ba ra đó liền. Mình ra đó liền ba ơi. Đi con. Anh Hiền, chờ em với. Anh Hiền. Trời ơi, nếu như thế thì chắc chắn con Tư Lành nó không có lỗi. Mọi chuyện là do đứa mình cả. Trời ơi, trời ơi, nó mà có bề gì thì mình biết ăn nói làm sao với thằng Tám Nhớ đây. Trời ơi. Tôi bị quan mà. Lành ơi, em tỉnh dậy, em tỉnh dậy đi. Em tỉnh dậy đi Lành. Tôi bị quan, tin tôi đi. Tôi bị quan thiệt mà. Anh tin em, anh biết em bị quan. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Lành. Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết rồi? Lành à, em vẫn còn sống và đang ở cạnh bên anh đây. Lành ơi, anh và những người ở đây đã biết em bị quan. Nếu như hơn 20 năm qua anh không bị mất trí thì nỗi quan của em đã được phơi bày lâu rồi. Anh nói sao? Mọi người ở đây họ đã biết em bị quan rồi à? Phải. Còn anh Hai Đảo thì sao? Anh Hai hối hận lắm. Anh tiếc rằng đến bây giờ mới biết được chuyện đó. Phải chi sớm hơn thế thì... Không sao đâu. Tuy muộn màng nhưng vẫn còn kịp. Được như vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Lành ơi, đã tới lúc em phải quên đi tất cả để cùng với anh nối lại mối tình xưa. Anh Nhớ ơi, lời chân thật của anh khiến em bùi ngùi tất gia. Đã bao nhiêu năm qua em dám đâu mơ ước trở về mái nhà xưa. Nắng gọi mưa giang trai gió trở mùa. Thuở ban đầu còn biết tìm nơi đâu. Lành ơi, Lành ơi, 20 năm trôi qua lá đổ buồn chiều. Khúc tương phùng kiều gió bao hôn tay. Từ già tình xưa chúng ta nát đổ dài theo số phận đắng cay. Lành ơi, em là hơi thở của anh, là tình yêu một đời anh dành cho người vợ, chịu trăm đắng ngàn cay, dành lấy sinh mạng chồng con giữa hai bờ sống chết. Trời đất thương đã lấy đi của anh trí nhớ suốt 20 năm dài chờ đợi. Bằng không thì làm sao anh sống nổi khi nhìn em khuất thân trong tay kẻ vô lương tàn bạo, cứu người chồng thân yêu thoát khỏi cơn khốn nhục kinh hoàng. Anh muốn làm dân tiên quỳ tạ nguyệt ngã trong liều vắng non ngàn. Ơn cứu tử đời đời ghi tạc chẳng những bây giờ mà còn mãi kiếp sau. Ngày lại qua ngày anh ngẩn ngơ dưới rạng trăm bầu thuở vào yêu nắng hồng gọi tóc. Đêm tân hôn em gọi hai tiếng mình ơi, nước mắt ngọt ngào đã làm lòng anh sao đồng.
đừng anh. Mình ơi, thương em, mình đừng bao giờ nhắc nữa. Em nhớ có ai đã nói rằng không ai tắm hai lần ở một dòng sông, vì họ sẽ không bao giờ gặp lại dòng nước cũ. Hơn 20 năm xa xứ lìa quê, im lìm bóng chim tâm ca. Ngày trở về sống xa người là em nghe đau đớn thân tuổi hồ riêng mình. Đối với con em là người mẹ hờ hững vô tình, đối với chồng em không tròn phận vợ, nỡ buông chèo bỏ lái giữa dòng sông. Ai biết nơi quê nhà con người con gái ngây thơ, heo hắt xuân thầy bời mưa thu nắng hạ. Lũi thổi bên anh chiều tà bóng ngã, thầm lặng trao anh một mối chân tình. Em muốn nói chuyện cô Út Huệ phải không? Đúng vậy. Suốt bao năm qua Út Huệ âm thầm thay thế cho em, lo lắng chăm nom từng giấc ngủ biết ăn cho thằng Hiền và cả cho anh. Nghĩa nặng ân sâu biết bao giờ em mới trả được. Không lẽ em dùng tình cảm vợ chồng để trả nợ cho người? Em không thể cứ mất hy vọng nhỏ nhoi làm cho quê khổ đau. Chúng em đã thân nhau từ thuở dại khờ, nhại sống bắt ớt đắng lờ. Sân trường làng chơi cò cò ăn bánh khò, em hiểu quê nhiều hơn anh. Thôi được rồi, anh sẽ đi tìm anh Hai liền. Anh Hai quyết định thế nào thì anh sẽ nghe theo đó. Anh đi. Anh Tám. Anh Tám. Tình chúng nghe.